Mọi người, hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái dòng mà laptop Toshiba Dynabook VC72, cái dòng gập cảm ứng siêu mỏng nhẹ mọi người ha, rất là chất lượng luôn, sạc Type-C và cái dòng này là nó là có chức năng y hệt máy tính bảng vậy đó, gập cảm ứng, cấu hình là i5 Gen 8 lận, rất là chất lượng. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái cấu hình. Nó là VC72 nha, và i5 Gen 8, RAM 8GB. Đây là dòng Gen 8 nha mọi người, nó còn Gen 6, Gen 7 nữa. Đây là dòng Gen 8, 8 CPU này, cho nên mình làm văn phòng rất là thoải mái luôn. SSD là 256GB. Màn hình là đẹp, cảm ứng là ok nha. Và màn hình Full HD cảm ứng, gọi là siêu chất lượng luôn á, sáng đẹp lắm mọi người. Và đây là cái dòng mà nó có hỗ trợ mình sử dụng bút nữa. Bút mọi người có thể là sử dụng bút gọi là bút đa năng đó mọi người, bút đa năng nha. Cái này thì nó không có kèm bút, tại mình về là nó không có bút. Webcam rồi đầy đủ hết cả, có nhận diện khuôn mặt tùm lum hết đó mọi người. Đây ví dụ bút là mình sẽ zoom mà nó có hỗ trợ như này, một số máy cảm ứng nó sẽ không có hỗ trợ đâu đâu mọi người ha, đó là có chức năng như máy tính bảng cho nên nó sẽ hỗ trợ hết. Tất cả là ok. Và mình đây nè, cái con này thì lúc mà xuất xưởng nó rất là cao. Đây mọi người, với cái bảng là i5 Gen 8 này, cái xuất xưởng của nó cái thời điểm năm cuối 2019 đầu 2020 là nếu mà tính ra tiền Việt của mình nó là hơn 70 triệu lận. Mình không có nói về giá, tại vì giá ngày xưa mình không có nói về giá, nhưng mà mình đang nói là với cái sự xuất xưởng cao như vậy thì người ta sẽ sản xuất ra một cái máy gọi là cao cấp đó mọi người. Tại vì tại sao mà cái thời điểm đó mà tới 70-80 triệu mà dân Nhật người ta mua rầm rập người ta sử dụng, tới bây giờ thì mình sử dụng lại đồ cũ của người ta thôi. Nhưng mà là bởi vì là tiền nào của nấy nha, người ta sản xuất nó cao như vậy thì chắc chắn là cái chất lượng nó phải cao rồi, mà thực sự luôn. Nó như đây là mọi người, là màn hình nó là 1920x1080. Pin nó thì trên 3 giờ, nó mỏng dánh luôn. Có 1 ký thôi ha. Và quan trọng là nó có cái ngõ thun bót nè mọi người nè. Sạc á, là cũng sạc Type-C vậy luôn. Và cái ngõ này á, thì nó giống y như là MacBook vậy đó. Mình có thể là mình chia ra là HDMI, USB, nó chia mấy cái hub mà 5 trong 1, 6 trong 1, 7 trong 1 rồi đó, là chia qua cái thun bót này là được hết nha. Đó, như vậy. Bên này á, thì nó có cái nút nguồn rất là dễ thương luôn, như hộp nút vậy. Và đây là cái ngõ USB đó. Máy á, là cái màu xanh đặc trưng của Dynabook, hầu hết là vậy mọi người. Cứ Dynabook là sẽ có cái màu xanh nó sang lắm, mà mình nghĩ là hãng người ta chuộng hay sao á. Hầu hết mọi người để ý Dynabook nào về cũng có cái màu xanh như vậy. Con máy này thì còn như vậy là cũng còn tương đối đẹp nha. Màn là không có lỗi gì hết. Tất cả là ok. Cái vỏ ở bên ngoài thì nhìn nó tương đối sạch sẽ, không có bị trầy xước cấn móp nhiều, nhưng đã qua sử dụng thì không thể nào mà như máy mới được, nó cũng phải có những cái vết hơi mòn hoặc là hơi trầy cấn, đây là hơi xước nhẹ nhẹ. Nhưng mà cái con này là đối với mình đó là mình cảm thấy là nó cũng đẹp rồi, chứ thường thường cái dòng này về nó cũng không có đẹp như vậy được. Và mình báo giá mọi người, con máy này là 4,3 triệu, ai chốt thì inbox mình ha. Con 2 in 1, siêu nhẹ, dòng i5 Gen 8 nha, máy khỏe chất lượng. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì nhắn tin qua Zalo cho mình. Đây ha, các này, các vết này nó có hơi hơi mòn, hơi gọi là hơi đúng rồi, hơi trầy một tí thôi mọi người, nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu, nó vô cùng cứng cáp luôn á. Còn lại là ok nè, mỏng dánh luôn. Mình cân chỉ có 1 ký thôi nha. Đây mọi người, con 2 in 1. Đó, chỉ có 1 ký thôi đó mọi người. Đó, rất là nhẹ luôn. Bình thường những cái bản mà không phải 2 in 1 á, 2 in 1 là đa số nó nặng, chỉ trừ con net kia, nhưng mà nó dở cái là con kia nó lại không có Type-C, còn cái này là có Type-C thun bót đó mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình. Mã A692 một lần nữa báo là 4,3 triệu nha, ai mua thì nhắn qua Zalo cho mình.